I'm a single lady.
Music louder, please. Từng ngày anh đêm giây phút nhớ em, từng giờ làm sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Anh ngóng trông mãi môi hôn vùng dài, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào, là gì vang quá khứ mà thôi. Dòng này đã trôi xa thật rồi, theo gió bay đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhạt nhòa. Nên giấc mơ ấy chia đôi ngả đường, nên tiếng yêu ấy cất riêng mình ta, là dĩ vãng quá khứ mà thôi, nay anh phải quên. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu ước thề, nếu cái chuyện người muốn ra đi trong tiếng thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng, xóa nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt. Từng ngày anh đêm giây phút nhớ em, từng giờ làm sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Anh ngóng trông mãi môi hôn vụn dài, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào, là gì vắng quá khứ mà thôi. Mày sắp đợi hứa sau này đã trôi xa thật rồi, theo gió mây đến nơi phương trời nào, anh và em với bao yêu thương nhạt nhòa. Nên giấc mơ ấy chưa đôi ngả đường, nên tiếng yêu ấy cất riêng mình ta, là gì vắng quá khứ mà thôi. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu ước thề, nếu cứ chỉ người muốn ra đi chẳng tiếc thương. Ngày trôi qua sẽ vơi lấp hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng, xóa nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt. Suốt thời gian vừa qua. Thank you and good night.
Và chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn công ty Rotoman Toiletum Việt Nam đã tài trợ độc quyền cho chương trình của chúng ta. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Yan Vbox 20 vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Yan TV. Như vậy là đêm trao giải Yan Vbox Award 2014 đã chính thức khép lại, và hy vọng rằng với những giải thưởng mà các nghệ sĩ đã đạt được, họ sẽ lại tiếp tục cống hiến và đem đến cho các khán giả thật nhiều những bài hát hay hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đạo Nhân hy vọng là bài xếp hạng này sẽ được ngày càng phát triển và các bạn trẻ sẽ yêu mến, cũng như là lấy đây là một cái chuẩn mực, một cái bảng xếp hạng uy tín để cho tất cả mọi người biết là những bài hát nào đang hot trong thời gian gần nhất, và hy vọng tất cả mọi người sẽ ủng hộ Yan Vbox 20. Cuối cùng thì Thanh Duy và Quốc Thi sẽ được gửi lời chúc đến Yan Vbox 20. Xin chúc cho Yan Vbox 20 sẽ luôn là một cái bảng xếp hạng âm nhạc thật uy tín. Và Thiện hy vọng Yan Vbox 20 sẽ luôn là một sân chơi thú vị dành cho tất cả ca sĩ và sẽ càng ngày phát triển hơn nữa. Yan Vbox 20 sẽ càng phát triển hơn nữa, và nếu được có thể làm thêm nhiều những cái chương trình ca nhạc và sôi nổi như thế này để cho mọi tất cả khán giả có thể đến và cùng thưởng thức. Chúng ta hãy đón chào xuân vui tươi.